Xin chào cả nhà, Ganti Shin đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn quay trở lại quãng thời gian năm 3 và năm 4 đại học của mình và tiếp tục câu chuyện sinh viên ngoại ngữ đã đi làm thêm như thế nào. Mình nghĩ là cái công việc mà hôm nay mình chia sẻ thì các bạn sinh viên năm 3 và năm 4 đã từng thử sức rồi. Sau thời gian năm nhất và năm 2 làm công việc tay chân khá nặng nhọc, vất vả, thì đến cuối năm 2 sau khi đã hoàn thành xong 6 cuốn giáo trình Hàn ngữ và xúc miệng thêm 2 cuốn chéo léng. Đây là cuốn giáo trình mà theo mình được biết thì trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường mình có sử dụng. Cái cuốn giáo trình chéo léng này thì nâng cao hơn so với quyển 6 Hàn ngữ. Mỗi bài khoảng tầm 60-70 từ mới. Có bài lên tới tận hơn 100 từ mới cơ. Mình nhớ có những ngày chúng mình phải học gần 100 từ mới một ngày, thật sự là rất áp lực. Nhưng cũng nhờ sự chăm chỉ miệt mài ấy mà đến cuối năm 2, chúng mình đã có một cái nền tảng rất là chắc chắn. Lúc đó thì chúng mình đã có thể luyện các đề HK5, HK6 rồi. Và đó cũng chính là tiền đề để mình bắt đầu về công việc làm thêm mới, đó là công việc gia sư tiếng Trung. Chắc chắn các bạn không còn xa lạ gì với công việc này nữa đúng không? Đây là một công việc khá là dễ dàng để kiếm được một khoản tiền kha khá trong một khoảng thời gian ngắn. Cụ thể là khoảng tầm 100 đến 150 hoặc 200 nghìn trong 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng. Trước hết mình sẽ nói về các yếu tố cần khi trở thành một gia sư tiếng Trung. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, bạn phải chắc ngữ pháp. Mình thấy nếu các bạn đã học đến 2K5 hoặc 2K6 thì chắc cũng chẳng phải lo lắng gì. Thứ hai, cũng rất quan trọng, đó là khả năng khẩu ngữ cũng phải tương đối ổn. Theo mình thấy thì nếu bắt đầu từ con số 0 sau khoảng tầm 2 năm học tiếng Trung là khoảng thời gian đủ để chúng mình có thể luyện được một chất giọng chuẩn và một chút khẩu âm của người Trung. Và tất nhiên là cần dùng tiếng Trung giao tiếp tương đối lưu loát nữa. Vậy ngoài hai yếu tố trên là ngữ pháp và khẩu ngữ ra, chúng mình còn cần thêm một kỹ năng cũng khá quan trọng, đó là kỹ năng sư phạm. Vậy mình đã luyện cái kỹ năng sư phạm hay nói một cách dễ hiểu là làm sao để người học hiểu một cách nhanh nhất và nhớ lâu nhất như thế nào? Trước tiên thì mình sẽ chia sẻ về cách mà mình tìm người học trước. Ban đầu thì cũng như nhiều bạn sinh viên ngoại ngữ khác, mình sẽ thông qua các trung tâm gia sư. Họ sẽ có nhiệm vụ tìm học viên có nhu cầu. Sau đó nếu mà mình muốn nhận lớp thì sẽ phải đóng một khoản phí khoảng 25-30% tổng mức lương tháng đầu của mình. Cái mức phí này thì cũng đã khoảng 3 năm rồi nên mình cũng không biết là có thay đổi gì không. Lúc đó thì mình có tìm được một cái trung tâm gia sư tổng hợp ở Nguyễn Trãi. Gia sư tổng hợp tức là cái trung tâm ấy có đủ các lớp từ môn toán, môn văn, môn Anh, tiếng Việt, môn tiếng Trung, bà la bà la, rất là nhiều. Lúc đến văn phòng của họ thì mình cảm thấy nó cứ đa cấp kiểu gì ấy, khá là sợ. À quên, cái trung tâm đó thì còn bắt phải nộp phí nhận lớp trước, xong thì mới đưa thông tin lớp, số điện thoại người học cho mình. Nên một chàng trai sinh viên ngây thơ như mình lúc đó thì sẽ nộp phí xong và chỉ thấp thỏm là bị lừa, không có lớp để dạy. Và cuộc đời thì đúng là không như là mơ. Lúc mình đến địa chỉ nhà học viên như đã được báo và gọi cho anh học viên ấy thì bị chửi xối xả luôn, vì anh ấy cần gia sư nữ chứ không phải gia sư nam mọi người ạ. Và bọn mình đi về đi. Ôi dồi ôi, thật sự lúc đấy rất là cay luôn ấy. Thế là gọi lại cho trung tâm bảo là đổi lớp khác. Sau một thời gian đợi không có lớp tiếng Trung nào nữa thì một ngày đẹp rồi, họ báo là có một lớp toán và tiếng Việt cho một em lớp 4, nhà ở Văn Điển, cũng hơi xa chỗ mình, và mình còn phải đi bằng xe buýt thì có nhận không. Và lúc đấy mình cũng sợ là có khi mất trắng cái tiền phí ấy, cho nên mình đã nhận luôn. Họ dặn kỹ là phải nói em là sinh viên trường sư phạm Hà Nội 1 này. Nghĩ lại thấy thật là ngại mà, kiểu như mình đã lừa nhà chị ấy suốt mấy tháng dạy gia sư ấy. Vì không phải đúng chuyên ngành của mình nên mình cũng đã khá là áp lực, và sau khoảng 2-3 tháng thì mình đã xin nghỉ. Và từ đây mới chính thức bước vào con đường gia sư tiếng Trung thực sự của mình. Thông qua câu chuyện vừa rồi thì mình muốn nói với các bạn là hãy lựa chọn, hỏi han cho chắc chắn những cái trung tâm gia sư nhá. Ở trên Facebook thì mình có tìm được một cái trung tâm chuyên về gia sư khác có tên là Gia sư tiếng Trung Hà Nội, sau đó là một số điện thoại. Các bạn có thể search fanpage đấy. Cái trung tâm này thì khá là nice, cho chúng mình nợ phí 100%, tức là chúng mình sẽ đi dạy trước, bao giờ nhận lương thì trả sau cũng được. Và chỉ cần để lại thẻ sinh viên thôi là được, chứ không cần phải để lại chứng minh thư nha. Thế là mình nhận gia sư một anh khá là trẻ ở Time City, và từ đó thì mình chính thức bước vào con đường gia sư tiếng Trung. Mình dạy theo giáo trình Hán ngữ 6 quyển nên cũng khá là nhàn, không phải soạn lại giáo án mà dạy gần như theo đúng những cái mà chúng mình được học trên lớp. Sau một thời gian sau thì mình nhận thêm lớp, và cứ thế thì mình đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Quay trở lại câu hỏi là làm sao để rèn luyện được kỹ năng sư phạm. Thứ nhất mình nghĩ đó là một kỹ năng trời sinh, tức là có những bạn sẽ không cần phải cố mà đã tự có rồi. Thứ hai là trải qua luyện tập, và mình thì luôn nhắc đi nhắc lại một câu, làm bất cứ chuyện gì cũng phải duyệt thật nhiều lần, giống như việc bạn luyện khẩu ngữ vậy. Duyệt tức là sao? Tức là phải luyện tập, phải ra trận thật nhiều. Trận đầu thì có thể còn hơi ngượng miệng, giải thích còn hơi lóng ngóng và nhiều lúc học viên nghe không hiểu đúng không? Nhưng đến những cái lần sau, những trận sau thì chắc chắn là đã tốt hơn rồi và rút được rất nhiều kinh nghiệm. Nếu là lần đầu đi gia sư thì bạn hãy cứ thẳng thắn chia sẻ với học viên của mình là
Đây là lần đầu tiên gia sư của em, nếu có gì sai sót thì mong chị thông cảm. Em sẽ cố gắng hết sức. Mình nghĩ như vậy sẽ tốt hơn và cũng thoải mái hơn cho cả hai ấy. Có một cách cho bạn nào muốn thử gia sư tiếng Trung, luyện kỹ năng sư phạm. Đó chính là hãy bỏ một chút thời gian của mình và thử mở một lớp tiếng Trung nhỏ tầm 1-2 bạn xem sao. Và thường thì lớp đầu tiên maybe là sẽ miễn học phí. Và bạn hãy thực sự trân trọng cơ hội đó nhé. Vào cuối năm 2 đầu năm 3 thì mình có mở một lớp tiếng Trung online ở trên Facebook và nhận được cái sự hưởng ứng rất là lớn. Và bắt đầu thì mình sẽ dạy miễn phí, không lấy bất cứ phí gì. Sau đó các bạn cảm thấy hợp với cái phong cách giảng của mình thì sau đó các bạn đăng ký tiếp. Và đấy là cái khóa đầu tiên mà mình dạy online. Cho đến bây giờ thì các bạn học sinh ở khóa đấy đã đi làm ở các công ty Trung Quốc. Có cả mấy bạn có lên được cả chức quản lý cơ. Lương cũng khá là ổn. Sau những kinh nghiệm tích lũy được từ những lần đi gia sư trực tiếp đến tận nhà để gia sư và cái lớp tiếng Trung online mà mình vừa mới bảo ấy, thì mình đã tự tin tìm được những cái học viên mà không cần phải thông qua trung tâm gia sư nữa. Mình trau chuốt hình ảnh bản thân hơn, hay nói đúng hơn là thương hiệu cá nhân đấy. Sau đó thì mình có quay một số video giới thiệu về bản thân, hoặc là các video radio nói tiếng Trung. Mình show ra những điểm mạnh của mình như là khẩu ngữ này, phát âm này, ngữ điệu. Và đăng bài tuyển trong một nhóm. Mình nhớ là cái nhóm này, nhóm hội người Việt Nam ở Singapore. Và Singapore thì các bạn biết là một nước dùng cả tiếng Anh và tiếng Trung, nên rất nhiều người buộc phải học tiếng Trung để giao tiếp được. Vậy là mình có thêm rất nhiều học viên mà không phải mất bất cứ một phí nào qua trung tâm. Và cứ người này thì giới thiệu người kia. Và cuối năm 3 thì có những lúc mình đã tự quản lý và giảng dạy 9 lớp tiếng Trung, đa số là các anh chị ở bên Sinh và các bạn ở Việt Nam nữa. Nghĩ lại thì mình chắc chỉ nghĩ đến từ mệt, vì việc dạy gia sư khá là nhiều lớp từ sáng đến tối, chỉ ngồi trước màn hình laptop, ít giao tiếp với mọi người ấy. Có một thời gian mình đã thực sự trầm cảm mà mình không biết. Và đến năm 4, sau khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm trong mạng gia sư, thì mình đã có thêm những công việc làm thêm mới ở các mạng khác. Nếu bạn đã nghe đến tận bây giờ và có hứng thú về cái chủ đề sinh viên ngoại ngữ đi làm thêm như thế nào, thì đừng quên dành tặng mình một like, subscribe. Và nếu được thì hãy share cái podcast này cho nhiều người biết hơn nhé. Đừng quên là ở bên Apple Podcast, các bạn còn có thể để lại những lời nhắn nhủ với mình để mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều podcast hay hơn. Mình nghĩ là các bạn đang nghe podcast này cũng sẽ có rất nhiều bạn có những trải nghiệm thú vị về công việc gia sư này. Và hãy cùng comment chia sẻ về những trải nghiệm thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào chào, bye bye.